Dạ, Vi Vân. Xin chào các bạn. Tết sắp đến, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn là cách quấn hương bài. Đây là những cây hương bài này, làm bằng tay, rất là thơm. Cái này là nhà tự làm nha các bạn. Còn đây là bột cây hương bài. Làm từ gốc cây hương bài, rễ cây. Đi ra đi cà chua đi ra. Nguyên liệu để làm cái hương bài này là rễ cây hương bài nè các bạn, quế, có bột mì không bố? Làm mình hương bài, làm mình bằng cái rễ cây hương bài nha các bạn. Cái rễ cây mình đào ngoài gốc ở ngoài vườn vào, xong rồi rửa sạch, phơi khô, rồi giã nhỏ ra, quế cũng phải giã nhỏ ra rồi trộn lẫn đi các bạn, hấp rất là thơm. Đây là ông bố mình đang còn quận ạ. Thì làm hương bài nguyên liệu thì có sẵn thì làm rất là dễ thôi. Cà chua đi ra. Đây là giấy lau miệng nha các bạn. Còn cái cây này là cái cây này mình gọi là cây chân hương, thì mình làm từ cái thân thân dừa này, thân cây dừa đấy, thân cây dừa. Ôi trò, ngồi đó được rồi, cà chua ngồi đó đi. Thân cây dừa mình chặt từng khúc một rồi phơi khô, phơi cho thật là khô thì nó mới cháy nha các bạn. Ngồi như tôi ngồi đây là hơi cháy tay này. Để làm được. Ơi, đang còn quận hương. Đây, mình trải hương lên như thế này. Anh bơ đi. Mình trải như thế này xong rồi bắt đầu mình quận. Rất đơn giản thôi. Chủ là mình phải có bột, bột hương. Tết thắp cái này rất là thơm. Thơm hơn cả hương trầm nữa các bạn ơi. Cà chua ngồi yên, ngồi yên, ngồi yên. Cà chua ngồi yên. Quận cho thật chặt. Cái này có thể là bút máy nữa. Đấy. Cứ quận lại như thế này. Rất là đơn giản. Nhưng mà không ai mà không biết làm cũng không làm được đâu nha các bạn. Đừng 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 chạy cái đó bố rồi 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 xin ra rồi đó mình in đi nha. Nhìn nó bố không bạn với cà chua đâu á, không cho cà chua đi chơi với bố đâu á. Bố bán cá luôn.
này là xong rồi các bạn. Thế là tôi cũng đã làm được một dĩa hương này, măng chầm cháy mà thơm lắm. Ngày Tết thắp cái này thì không còn gì bằng. Kêu rồi. Rồi mình cột cái chân lại rồi mình cắt thôi. Rất là đơn giản nha các bạn, nhưng mà ai mà không biết làm thì cũng không làm được đâu, vì cuộn nó phải quen tay mới cuộn được. Như vậy là đã được một thẻ hương thủ công. Đây là hương bài nha các bạn, cây hương bài. Tí tôi sẽ cho các bạn xem cây hương bài ngoài vườn. Và cái quá trình làm thì phải là làm từ đào nó từ tháng 5 để phơi cho được nắng. Ôi, gái của ông này. Rồi. Gái đó. Đi ra. Rồi, thử nữa. Này, kéo con này. Đi ra con mũi đi. Được chưa? Đó, ngồi đây đi. Ngồi ăn kẹo đi. Nhá. Tôi chờ chừ mùa vừa cuộn giấy lúc nãy cũng đâu quỳ mà ngồi. Thì cứ mình làm xong thế này làm cái thế khác thôi. Mới đó mà ông đã cuốn được hơn chục thẻ rồi. Rồi ông đã để gì đó cho ông. Cậu cuốn hết này giấy rồi cậu nghĩ gì mà giấy. Tiếp tục tôi làm thêm thẻ nữa. Không biết rồi. Mình sẽ bột thêm nữa. Đi đâu bắn nhà? Đường xa. Mua mắm, mua muối. Chỗ cha. Chú mèo. Này. Đừng dẫm lên cái đó của ông. Dẫm lên là lái chạy chạy. Tao đủ ghi vậy. Để con dạy làm gãy mấy con để con. Con ngồi đây nè. Chả đến đó chị. Cái gì dưới không nữa. Từ đâu chuột đó. Hả? Con chuột nằm dưới đó đó. Đi ra cái mẹ của chuột kìa. Cà chua kìa. Cà chua không? Con chuột nằm dưới đó đó. Nha. Đi. Không nghe. Cà chua bố nói không nghe lời nha. Như vậy là đã xong thêm một cái nữa nha các bạn. Bắt này quên vậy.
rất là đẹp nha các bạn. Thêm một tiếng nữa. Không lấy à? Không lấy cái gì nhỉ? Không cả. Bố chặt. Bông ra. Bông ra. Trước tao làm chặt nên con cứ bông quanh vào cái đầu. Sao đó? Sau đó mình lấy băng keo này, mình chết cái đầu này lại thì nó cũng bung được cái đầu ra. Rất là đẹp. Bôi được keo rồi. Và đó là phần hai thẻ. Và bây giờ tôi sẽ mang các bạn ra coi cây hương bài. Đây, đây là cây hương bài nha các bạn. Nó đây, lá nó đây. Đây nha các bạn, cây này gọi là cây hương bài, là mình trồng rất là nhiều. Đó, trồng vào mái trong đó. Trồng dưới, trồng vườn thì mình cứ để góc vườn mình trồng thôi. Đây, rất là nhiều. Thì cây này thì nhà mình thu hoạch vào tầm tháng 5, tháng 6 để được nắng. Mình đào nó lên, bước nó lên, mình lấy mình cái rễ nó dưới thôi. Mình lấy mình cái rễ nó dưới xong rồi mình cắt rễ xong mình lại trồng lại này. Đây mình trồng lại thì nó lại vẫn cứ sống. Sau khi cắt cái rễ xong thì mình đem đi rửa. Rửa sạch xong rồi là phơi khô. Phơi thật là khô, được nắng thật là khô xong rồi rồi đem giã xong rồi gói lại. Gói lại rồi nay gói lại rồi là đến mùa xuân này này. Như vừa nãy là cuộn lại rồi mình thắp hương thôi. Nhưng mà giã cho thật là nhỏ, giống như bột gạo xay ấy. Cộng thêm muốn cho thơm nữa là cộng thêm phải mua thêm quế về mình giá thật nhỏ và mình trộn đều đi và rất là thơm. Ngày Tết thì rất là thơm. Bên cạnh nhà mình đây là một vườn rau này, dễ thương không các bạn, đủ các loại rau mình trồng đấy, rất là tươi xanh, không sợ bị thuốc sâu. Bên này là vận động. Vận động. Rất là đẹp. Thôi mình đi vào thôi. Rất là đẹp. Tôi cho các bạn xem mấy cái đào này. Cái đào của tôi này. Đào đã nở rồi. Rất là đẹp. Chưa đến Tết mà đào đã nở rồi các bạn. Hoa đã nở. Đào đã nở hoa. Ơi. Rất là đẹp. Dự kiến là trồng rất là nhiều nậu. Đó. Nậu. Từng nậu một. Dự kiến là vào ngày 27, 28 Tết là đào nở rộ. Cây vạn tuế.